Mẹ bị lạc giữa ga tàu điện ngầm đông đúc ở thủ đô Seoul trong lúc cùng bố lên thăm các con. Những đứa con đi học, làm ăn xa nhà, có người đã thành đạt trong sự nghiệp và trong cuộc sống. Cuộc tìm kiếm mẹ bắt đầu, cũng là lúc bắt đầu những hồi tưởng của những người con, của người cha về suốt cả cuộc đời lam lũ và thấm đẫm sự hy sinh của mẹ. Để rồi cuối cùng, lời nói được thốt ra, hãy chăm sóc mẹ, là một lời nói xuất phát từ đáy lòng, với một trái tim ăn năn, hối hận, nhưng đã quá muộn màng. Ở gia đình ấy, tất cả đã quen nhìn thấy mẹ quần quật làm lụng ngoài đồng, không thì vẫn nuôi gia súc gia cầm, muối dưa, đan lát. Mẹ hy sinh cả cuộc đời mình vì chồng con, cứ như là lẽ đương nhiên. Người con trai cả không nghĩ rằng ước mơ trở thành công tố viên của anh cũng chính là ước mơ cháy bỏng của mẹ. Người cha ngạc nhiên khi bây giờ mới biết nhiều năm nay vợ ông quyên góp và giúp đỡ những em bé bất hạnh. Những cô con gái không ngờ rằng mẹ cũng lãng mạn, cũng có những tình cảm riêng buộc phải đè nén để gìn giữ mái ấm gia đình. Thế mà họ chỉ nghĩ đến mẹ với hình ảnh gắn liền với gian bếp. Mẹ là bếp, và bếp cũng chính là mẹ. Chưa khi nào họ tự hỏi, mẹ có thích quần quanh bếp núc hay không? Chính thói quen dựa dẫm vào mẹ như một chỗ dựa đương nhiên luôn có ở đó, và cuộc sống thành phố tất bật bon chen khiến cho người cha và những người con trở nên vô tâm tới mức không biết rằng mẹ bị xuất huyết nhẹ và trở nên quên quên, nhớ nhớ. Câu chuyện dẫn người đọc lạc vào trong vùng ký ức của người chồng, của những người con, đi tới những góc khuất sâu thẳm của trái tim. Và cũng chính là những trái tim ấy đã kêu lên những tiếng tổn thức khi biết rằng đã quá muộn để bù đắp những hy sinh to lớn và để đáp lại tình yêu không ngưng nghỉ của mẹ. Tràn ngập nỗi khao khát duy nhất là được chăm sóc mẹ khi tìm thấy mẹ. Nhưng anh biết mình đã đánh mất cơ hội ấy rồi. Sao ông không đi chậm lại khi mà suốt cuộc đời vợ ông luôn bảo ông đi chậm lại một chút cơ chứ? Ông có thể dừng lại đợi vợ mình, nhưng ông chưa bao giờ xài bước đi bên cạnh, chuyện trò với bà như bà muốn. Chưa bao giờ, dù chỉ một lần. Trái tim cô vốn là thứ đã giúp cô sống sót qua thử thách này với niềm tin rằng một ngày kia cô sẽ tìm được mẹ, giờ đây tan nát. Vậy thì hãy yêu thương đi, chừng nào còn có thể yêu thương. Hãy chăm sóc mẹ mang lại cho bạn đọc Việt Nam sự đồng cảm đặc biệt, bởi ở đâu đó trong những làng quê Việt Nam, trong những gia đình Việt Nam cũng có những bà mẹ như thế. Những người phụ nữ hy sinh quên mình vì chồng con. Và chỉ đến khi mất mát, người ta mới hiểu những gì mà mình đã từng có quý giá đến chừng nào.